Thì mô chào bà của chú đi con. Bà hồi bắt sai. Con chào cho em luôn hả? Con đi đâu nói mà nghe đi con. Con đi đạp thuyền. Con thuyền. Con thích không? Dạ. Thích. Ai cho con sợi dây chuyền vậy? Cái vòng đeo cổ vậy? Dạ là một mẹ. Ai đe, ai cho ai tặng cho con vậy? Ông Eka là ai? Bà ngoại. Bà nội. Bà nội. Còn bà ngoại ở đâu? Bà ngoại Việt Nam. Còn bà nội là mẹ của ai? Mẹ đứa bà. Đúng rồi, bà ngoại là mẹ của ai? Bà đứa bà. Mẹ của mẹ. Mẹ của mẹ. Sai mẹ của mẹ. Hôm nay thì gia đình Nguyên mời ông bà cô chú và các bạn đi đạp vịt trên thuyền ở trên hồ này với tụi nhỏ nha. Cái này là hồ của ở thành phố này, nó kêu là Thai Stark. Thai là cái hồ á. Thì lần đầu tiên thì Quyên dẫn tụi nhỏ đến đây đó cả nhà. Phép đi. Ba của tụi nhỏ chọc nó là đi xong rồi về. Cái Lia nó đi hồi nào mà đi. Chị đi tướng chị giận kìa. Timo im ra hà, còn chị chỉ phản ứng nhanh lắm. À, mấy cái xung quanh nhà đẹp không à. Ở đây thì cũng có mấy cái cơ sở hành chính rồi đó cả nhà. Ở đây là nơi đi sở ngoại kiều mà cho Quyên làm giấy tờ rồi đó, thì cũng nằm ở trong khu vực đây. Bà Auland đã bảo hố đơn nè hè hè stream. Dạ, bis sinh phơ. Ở đây này, trước đây nó ở đây nhưng mà giờ nó đòi về chỗ rồi. Auland bảo hố đơn. Hồi trước đây là sở ngoại kiều đó cả nhà, bây giờ thì nó chuyển sang chỗ khác rồi. Morgen. Guten Morgen. Ở đây thì 10 giờ mới mở cửa, nhưng mà khi thấy tụi mình với mấy đứa nhỏ thì cái cậu thanh niên này mở cửa sớm. Ở bên Đức thì đặc biệt cái cửa hiệu, cửa hàng, nhà hàng gì đó thì họ mở cửa đúng giờ. 1-2 phút gì á cũng phải đứng đợi chứ không có thoải mái như kiểu Việt Nam mình. Đúng giờ thì mới mở cửa nha, nhưng mà hôm nay thì lại đây thì có khác xíu, tại nghĩ cậu thanh niên này trẻ đó, suy nghĩ họ sẽ thông thoáng hơn, và mình nhìn thấy cậu thì không như không phải là người Đức. Gia đình đi mở hàng sao ta ế đi, kiểu Việt Nam mình này mở hàng ế là người ta buồn bực lắm đó nha. Không biết hôm nay mở hàng có đắt không nữa, cũng hơi rầu. Ở xa xa đó là cái đường mình đi vào trung tâm đó, thường mình đi vào trung tâm mình quẹo bên tay phải. Mit was? Schwarz? Du passt nur zweimal rein. Mit Lia, ne? Nein. Doch. Ich mag nicht. Nói Quyên đạp một con, ổng đạp một con. Thì nếu mà đi con Thiên Nga thì chỉ được hai người thôi. Nhưng mà Quyên nói Quyên gia đình đi nó mới vui. Thì cuối cùng chọn chiếc xe ô tô đó cả nhà. Kiosk bán nước uống này nọ đó. Ja, Papa. Ja,
Ja. Eine Sicherheitsweste, ne? Ich auch. So. Also, da können wir in Wasser fallen. Hier ist das. Wo liegt Timo denn? Aber können wir dann aufsitzen? Nee, lieber nicht, dann fällt man ja runter. Ich bin vorsichtig. Hallo, Entchen, hallo. Was ist umgang? Was ist umgang? Aber können die Enten auch fliegen? Ja, kann die auch fliegen, ja. Ja, ngồi đàng hoàng con. Dann Käfer, Mami. Kể nó đi. Hallo. Thế như nước là chìm, như nước không có bơi được đó. Timo, wo bist du? Hier. Seh dich gar nicht. Jetzt auch. Na, der ist still. Ich will steuern. Aber ich bin hier. Nicht so viel steuern, da müssen wir so viel treten. Wow. Ich hab die Füße gesehen. Nicht auch. Ich quá trời vịt ở trên bờ cả nhà. Vịt này không có được bắt nha cả nhà, bị bắt là bị phạt á. Hello. Darf man nicht give Futter auch nicht ja? Man darf nicht Futter. Bị bị trách phần. 5000 euro. Ja. Cho vịt ăn là phạt 5000 euro cả nhà. Wer trinkt zuerst? Wir. Ja, Sprudelwasser. Edmund, Lea. Edmund, Namen, ja? Timo. Timo. Das ist Enten? Ja. Wir können ein Bier haben. Haben Sie Baby? Nein, das ist zu groß. Lea, noch was trinken? Mm-mm. Tụi nó tưởng là được ăn đó cả nhà, tại vì từ tháng giêng Lia, từ tháng giêng là mà không có cho được cho vịt ăn nữa, nếu mà cho vịt ăn thì bị phạt 5000 euro thì khoảng trăm mấy chục triệu. Okay. Bị trả phần nó rồi, nó đi vui. Nha. À, lát phò na thua bác sơn bác sơ nhá. Nha. Ở dưới đây nhiều nước, ở nhiều cá lắm. Ôi nó bơi dễ thương không? Còn nó ấm chưa? Ngồi xuống đi con, đi Timo. Ông thương dịch lắm hả? Này này, đáp nít. Bà ba sát Timo. Timo will treten. Nó cắn con nó cắn rồi đó Timo. Dạ. Nó cắn nó sợ nó bay đó. Nó sợ con bắt nó đó. Cả nhà thấy mấy con này nó dạng không? Nó bay, nó bu lại đó. Cái con nó la hoài không biết nữa. Có bà đó bà la sùm hoài nãy giờ luôn. Nè cái bà này ba la nè. Ai da. Nói con đó. Đó. Ê, có con chim bồ câu kìa. Đó xì ai này tháo rồi đó. À, ba la nữa rồi kìa. Cái bà này ba la nữa kìa. À, cái con vịt đó nó hỏi tại sao mẹ nó bà la, cái con vịt mẹ nó con vịt. Đâu phải bà la đâu, mẹ nó con vịt. Con la mẹ. Nó la rồi nó meo đẹp đó.
nó làm tạo âm thanh đó con, tại vì tiếng Việt nó nhiều nghĩa lắm. Muốn ăn gì? Em ăn sushi, ăn apple, ăn chocolate, ăn vanilla, ăn 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 bít ăn ăn bít sushi apple. Con nói với ông bà đi, con ăn gì nói tiếng Việt đàng hoàng bà mới nghe được chứ. Cà chua. Ăn cà chua hả? Ăn gì? Timo ngồi xuống không? Ăn rau. Timo ngồi xuống Timo. Mama, sao apple? Rau hoặc apple là trái cây. À, con muốn ăn dâu với Timo biết tên Hin Sơn. Xin đi hiền. Ngồi kế mẹ nè. Timo lên ngồi kế ba mẹ nè con. Dơ dơ nước mẹ. Ngồi Hin Hin Dalia đi con, ngồi phía sau Lia bảo vệ Lia đi con. Ngồi xuống bảo vệ Lia đi con. Nun sind wir auf dem Tretboot und ist auch schon nicht richtig. Ja. Jeff, aber da, was das war, bei Orange, oder? Ah, ich war schon eine Scheuer. Papa, eine Vogel, oder? Ôi, hoa này hoa sen cái gì cả nhà, hoa sen. Ôi, su húp bà bà. Này không phải hoa sen, hoa gì lạ cái gì. Hoa sen cả nhà, hoa sen màu vàng. Kann du komm ein bisschen... Dichter? Ja, eine Gini. Wir müssen eine Treppe Eis jetzt essen. Hoa này lạ quá. Ghi xuân chắc gì? Nhìn lạ quá cả nhà, không phải hoa sen đâu. Buổi sáng thì gan sắc à? Lia thích đi không con? Cây cầu. Con nói cây cầu coi. Cây cầu. Timo nó cây cầu hả con? Jesse, mới cờ vi hai ao Việt Nam ấy xin. Mới cờ vi hai ao Việt Nam ấy xin. Cây cầu. Cây cầu. Enter vi hai đó. Enter. Vịt. Vịt. Đúng rồi, Slim. Con vịt. Have you seen it before? This TV is of my papa. Con vịt. Con vịt. Con vịt nó kêu sao Lia? Con vịt quạc quạc. Quạc quạc. Con gà nó kêu sao? Con chó nó kêu sao? Wow wow. Con mèo. Mèo mèo. Con lợn, con heo. Ôi ôi. Ôi ôi. Gà ai nữa? Chim bói cá. Noch ein Fischgeier. Fit. Noch welche auf dem Boot. Guck mal. Da ist noch ein Auto. Phía trước là nhà thờ đó cả nhà. Ở phía trước là cái trung đường phố trung tâm của đi vào trung tâm của Trà Xuân. Ồ, nó ai được khơm đi rốt pháp à? Thì một người đi đến xe màu, chiếc xe hơi màu đỏ. Còn tụi mình đi xe màu vàng. We have we mark in here. Du weißt Auto? Wo wir mal ram? Hier. Hallo Dima. Mention, I'll let mention. Hello. 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 Hello.
Xin chào tạm biệt ông bà cô chú. Gia đình của Uyên xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Uyên xin kết thúc video đây và hẹn cả nhà ở video tiếp theo.